rồi. Được chưa? Thấy đường gì không? Tay máy, số máy. Máy ngón tay. Không thấy. Nam ấy, rồi. Rồi, Huy, chuẩn bị trò chơi biệt mắt đánh trống, bắt đầu. Quay một vòng, rồi, đi lên. Rồi, đi lên. Rồi, bị lỗi, bị thổ. Tiếp tục. Đi, bây giờ nhiều bước chứ con, đám á, giọng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bước các con là khoảng 6 bước, thấy chưa? Thử đi, thử đi, thử. Thử, ý là con bước thử tới vị trí cái trống đó. Đó, rồi được chưa? Rồi trở về, đo, 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 trở về. Đó, mình giống như là đo để mình chạy cự ly á, chạy đà. Rồi cầm vui. Đó. Cô Viên chuẩn bị quà nha. Trò chơi đây khả năng là có quà. Ừ. Rồi quay một vòng thôi. Rồi lên. Đây mới nói chỗ. Mới nói đâu mà cách chỗ con. Lên nữa, hồi nãy đi 4, 5 bước, 5, 6 bước mà. Chính xác, một tràng pháo tay thật to dành cho bạn có giải thưởng đầu tiên. Rồi, giải thưởng, cao giải thưởng. Bạn đi về. Luôn luôn cho đập trống đó con. Xấu, nhờ nhờ tôi xấu. Rồi. Nhận quà, tặng quà đi em, tặng quà luôn. Tặng quà luôn. Rồi, xấu. Quay một vòng. Rồi, đi lên. Tiếp tục. Cô Thảo đâu? Quá xuất sắc. Sao thấy sao anh này? Anh này thấy tài liệu á, đang đứng đây không quýnh đây mà trở qua đây là sao? À, cả đây anh này là thấy. Nhưng mà vẫn được quà. Lỗi là do ban tổ chức không kiểm tra. À, vẫn được quà. Một món quà thật to dành cho số. À, rất xuất sắc. Vỗ tay nào. Tiếp tục. À, tiếp tục. Rồi. Rồi, bước. Sang phải, sang phải. Rồi, sang trái, sang trái. Thẳng lên, thẳng lên. One. One. Hai. Ba. Vỗ tay nào. Chiến thắng Đại Lộc phải không? Wow, rất dễ thương. Mời Đại Lộc một nhận một món quà của ban tổ chức. Mời cô Biên xinh đẹp trao cho Đại Lộc một món quà. Rồi, rồi cầm vui. Tiếp tục. Linh. Món tên gì chưa gì đã la nó rồi. Thẳng lên, thẳng lên. Qua phải, qua phải. Lên, lên, lên. Lên. Thấy không biết, có nghĩa thấy đang đứng đây không? Qua đây. Thấy không đó? Cái miếng này tôi may hồi chiều tôi kiểm tra kỹ rồi mà sao? Lộ đề nào? Tiếp tục, bạn chip. À, tiếp tục bạn chip. À, lần đầu tiên chip xuất hiện trên sân khấu. À, thấy không? Nó ngước lên nó thấy. Rồi em bịt cc xuống chút. À, chứ nhanh cho để hết quà. Bạn nào cũng có quà hết. Rồi, chip, thấy không chip? Không, đưa vui, rồi. Rồi, mời chip tham gia, quay một vòng. Rồi, bước. Rồi. Qua trái, qua trái. Thẳng lên. Thẳng lên. Đọc đây, qua trái, qua trái. Qua trái. Qua trái. Qua trái. Qua trái. Được chưa? Đọc. 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 Ba cái rồi. Tức là bạn chip không thực hiện, không thực hiện tốt cái nội dung này. Mời bạn chip về vị trí. Rồi cuối cùng bạn bạn đây tên bạn gì ha? Con tên gì? À, bạn Tâm. An Tâm. Rồi. Chanh dây chơi nữa không? Chơi trò chơi đâu không? Chanh dây hồi nãy chơi chưa? Chơi trò chơi đây chưa? Chưa phải không? À, hết chưa nào? Hết.
trời ơi, cái điệu đi, điệu đào quá đi. Quan Huy trên chỗ đi. Ông Huy à, sao ông, sao ông đọc bài cho bạn. Nhưng mà vẫn công nhận là bạn Tâm chiến thắng. Một tràng pháo tay dành cho bạn Tâm, và bạn Tâm nhập